Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay trở lại với một cái cây muốn giới thiệu đến mọi người, đó là một cây kiếm vàng Thái. Hoa thì nó màu xanh vàng. Và nó có một cái dạng kiếm tiên vũ đột biến. Hoa xanh vàng nhưng mà rất là thơm. Thì thường để mà những cái cây kiếm tiên vũ, đây mình nói đó là dạng kiếm tiên vũ hoa đột biến màu xanh vàng, nhưng với cái cây này thì nó không giống với những cái cây kiếm tiên vũ khác. Thì em muốn nói ở đây là cái cây kiếm này nguồn gốc là Thái Lan thôi, nhưng nó là một cây rất là thơm, hoa thơm, chứ nó không giống với như cái dòng tiên vũ Việt Nam hoặc là tiên vũ Campuchia hay là Lào gì đó. Đại loại cây này nó rất là thơm, nó không giống với cả cái cây tiên vũ nào khác cả. Nhưng đây thì dù sao nó là một cây đột biến. Thứ nhất, cái thứ hai đó chính là cái cây tiên vũ hoa thơm này thì rất là ít. Thì mọi người có thể sưu tầm những cây này, bởi vì tiên vũ hoa thơm thì gần như là không có. Cây này thì nó thơm. Thường những cây tiên vũ thơm ấy thì nó thơm rất là nhẹ, nhưng cây này mùi rất là mạnh, và nó mùi mạnh như kiểu cái dòng đỏ đen ấy, kiếm đỏ đen ấy, lan kiếm đỏ đen mà cái dạng màu sô cô la ấy. Màu sô cô la hoặc là màu nâu tím. Cái đấy nó có tên khoa học là Atropurpurum gì đấy. Simirum, mọi người có thể là liên hệ với em, hoặc là em sẽ cắn cái thẻ tên đó của cái đó vào cái này. Nhưng thực ra nếu mà nói về giống ấy, thì cây kia thì nó là màu sô cô la tím, nâu tím. Và người ta hay gọi là cây kiếm đỏ đen ấy, đen đỏ, hay là subi, hay là một số những cái tên gọi khác. Thì bởi vì là để mà đọc tên khoa học ấy thì nó rất là dài, nó có tên khoa học là Atropurpurum, nó là dòng Simirium, hoa rủ. Những cái dòng đấy thì hoa rất là thơm, bởi vì nó là gen theo dòng rồi. Còn cây này thì em muốn nói là nó là cái cây tiên vũ ấy. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người để mọi người biết một cái cây kiếm tiên vũ đột biến của Thái Lan. Hoa rất là thơm, mùi rất là mạnh. Nếu mà để mà nói là như em biết được những cái cây kiếm tiên vũ, dù là đột biến hay không đột biến, thì đây nó là một trong những cái cây rất thơm, hoa thơm, và có thể là mùi rất là mạnh, và nó không giống những cái cây kiếm khác. Thì đây em giới thiệu một chút về cái phần tổng thể của cái thân lá của nó, rất là to bự đây, bởi vì chậu này nó nhiều thân. Cái dáng lá của nó thì nó hơi giống cái thằng kiếm Đài Loan. Đây, dáng củ của nó mọi người nhìn này, cái dáng củ của nó nhá. Thứ nhất là củ nó to, ok, thì đương nhiên là cây tiên vũ cây nào củ nó to. Cây này củ nó to này. Em nói về thân lá của nó nhá, thân lá và mầm. Đây còn một cái mầm đang nhú, mới nhú này. Nhưng mà nói về cái mầm thì nó đơn giản thôi, như những cái dòng kiếm khác. Thì cái cây này thì nó là dạng tiên vũ hoa xanh vàng ấy, hoặc là tất cả các cây thì hoa xanh vàng hoặc hoa trắng biến ấy, thì thường cái mầm nó sẽ xanh sạch, hoặc là xanh vàng, hoặc là xanh ánh vàng, hoặc là xanh thẫm. Đại loại là nó không có màu tím. Mọi người chú ý là như vậy. Mầm của những cây này hoặc những cây đột biến là đa phần là mầm nó là mầm xanh sạch, chứ nó không phải là mầm tím, mầm xanh ngắt ấy, không có tí ám tím nào cả. Cái kiếm vàng Thái thơm này thì một trong những cây rất là to, thân lá rất to. Thì em muốn nói là thân cái lá của cây này rất là dài. Lá của nó thì dài khoảng từ 60 đến 80 cm và to khoảng từ 2 đến 5 cm. Bởi vì nếu mà để mà nhận định về một cái lá thì ngày xưa nó rất là, có một thời nó rất là to này. Thế do nuôi gấp đôi cái lá bây giờ, đúng không ạ? Gấp đôi cái lá bên này. Cái lá này, nhưng cái lá bên này nó to gấp đôi. Thế nên là cái việc trồng, em muốn nói là trồng kiếm mà nhiều nắng thì lá nó sẽ rất là to, và cho ăn phân nhiều thì lá to lắm. Lá to và ngắn lá hơn. Còn lá dài thì bao giờ nó sẽ dài hơn. Đấy là bất kể cây nào cũng thế, kể cả là kiếm hay là đai châu hay là các loại giáng hương tam bảo sắc quế. Thế em cũng nói rất nhiều bài ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, thì mọi người có thể là xem lại và tham khảo các loại trên đó, thì kể cả là kiếm.
kiếm thì trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em nói rất là rõ về các loại kiếm xanh Huế hoặc là vị hoàng hay gì đó. Đại loại là một số loại em nói rất rõ loại nào cũng thế. Em nói rất rõ về dái ngắn, mầm các loại. Mầm xanh sạch, quan trọng là mình phải nhớ cái dáng củ này của nó này. Mọi người chú ý là kiếm này em thấy là dáng củ và cái chóp lá của nó ấy. Chóp lá là cái đỉnh này. Đấy, mọi người chú ý đến những cái chóp lá này. Chứ nhìn lá thì rất là khó. Đấy. Để chú ý đến cái chóp lá và cái củ. Em hay nhận diện nhất ở cái dáng củ của nó. Dáng củ của cái củ này nó kiểu dáng 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 củ nó tương đối đặc trưng. Nó không dòng 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 kiếm này thì nó em thì hay nhớ là về màu sắc mầm này. Rồi thì thân và củ, bởi vì lá nó rất là nhiều cây giống nhau nên phải nhớ cái màu sắc mầm này, dáng củ, dáng lá của nó này. Dáng củ mọi người chú ý nhé, cái dáng nó dựng đứng này. Dáng nó dựng và củ rất to, cảm nhận là củ rất là to. Nhưng mà thực ra ấy, thì mà to hay nhỏ ấy, thì mình nói chung mình vẫn phải nói vấn đề là nuôi. Khi mà các anh chị nuôi tốt ấy, thì là nó sẽ rất là to, nhiều nắng, nuôi tốt cho ăn nhiều phân củ to, còn không thì củ sẽ nhỏ. Thì gần như bài viết nào em nói về vấn đề đó thì giới thiệu mọi người đến cái bông hoa của nó. Đây là cái củ đây, củ cái dáng mầm của nó cũng chéo chéo này, dáng dựng chứ nó không xòe ra, nó không xòe 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 ngang, dáng nó dựng giống dòng Đài Loan ấy. Đài Loan nó cũng dựng như này, dáng dựng dạng củ dài ấy, dòng củ dài ấy, lá dựng, dòng củ dài lá dựng. Cây này là một cây rất thơm, nhưng nguồn gốc là em mua từ Thái Lan về. Đấy, đây là cái hoa của nó. Mọi người chú ý nhá, thì cái cây hoa của nó đây, cánh nó cong bây giờ nó đỡ hơn rồi. Đây hoặc như cái bông này. Đấy, thì mọi người chú ý này. Chúng ta không thể là nhìn một bông mà có thể đánh giá được cả cái cây cây, mà chúng ta phải nhìn cả chùm thì mới đánh giá được, bởi vì nó có bông nọ bông kia mà, có bông rất đẹp, có bông thì rất xấu. Đấy. Khi mới nở ấy, thì nó sẽ khum khum sẽ rất đẹp. Nhưng còn khi nở căng rồi thì nó sẽ cánh sẽ bị quăn. Dòng này cánh nó mỏng. Nhưng cái này nó một cây khá là dài. Cần hoa của nó dài khoảng hiện giờ đang nở vào tháng 8 dương lịch. Và cần hoa nó dài khoảng từ 80 đến 90 cm. Như cái chùm này của em thì nó được khoảng là 20 bông hoa. Nhưng nó rất là dài. Hoa dài và rất là đẹp, rất là thơm. Về cái bộ cánh của nó ấy, thì không có cái gì để nhận diện. Nhìn chung là nó hơi có chút nhận diện một chút. Thì đương nhiên em vẫn phân tích để mọi người có thể cùng biết. Em sẽ phân tích một cái bông, đây bông này đi. Bông này nhá. Phân tích về cái tổng thể trước mọi người nhá. Xong rồi em sẽ phân tích chi tiết bông, bởi tại em quên mất. Tổng thể thì cây này hoa chia nó không đều. Ví dụ như đây, mọi người có thể thấy cái góc này là bị thiếu này. Đấy, thì nó lại ra một nụ thẳng nhưng lại quay vào trong. Ví dụ thế. Thì nó góc này thiếu, nếu chia đều như cây Phan Chí hoặc Huế nhiều lần nó chia rất đều thì nó chia ra đây, nó chia đều. Nhưng chia này thì bị khuyết này. Dưới này bị khuyết này. Đấy, nhưng khi nó nở ra thì đây. Chia này là chia không đều thì gọi là bị rối. Bị rối. Cái thứ hai, cái việc chia hoa của nó. Và cái thứ hai đó là thân của nó hơi rích rắc ở đoạn gần cuối này. Mọi người nhìn này, nó không thẳng nhá. Nó không thẳng, đấy. Thân cần hoa của nó ấy. Cần hoa không thẳng, chia hoa không đều. Đấy, khi mà mình nhìn hoa, cần hoa không thẳng và chia hoa không đều. Xong đến cái bông hoa của nó. Cần hoa xong rồi đến bông hoa nhá. Bông hoa thì đây. Hoa của nó là màu xanh vàng. Lưỡi trắng, trắng vàng. Và vai xuôi. Vai xuôi cũng là hai cái cánh hoa dưới của nó xuôi này. Vai xuôi. Đấy mọi người nhìn nhá, vai xuôi rất là sâu. Đấy, và cánh nó không được phẳng, cánh nhăn. Bông này thì mới nở ra là lưỡi đã quăn rồi, thế nên là nó không có cái kiểu lưỡi thẳng nhá. Còn dòng lưỡi thẳng thì nó là hoặc là mới nở ấy thì là nó thẳng về sau nó quăn, nhưng mà thường cây này thì nở ra cái là nó quăn luôn. Lưỡi nó vặn luôn. Chứ nó không thẳng.
cánh nó hơi nhăn, cả năm cánh đều hơi nhăn bởi vì cánh mỏng, dòng cánh mỏng, cánh hơi nhăn. Mọi người chú ý về cái cây này. Thì cũng nói là để mọi người tìm hiểu các dòng kiếm, sưu tầm phải nhìn được bông hoa, cần hoa, tổng thể chia hoa. Như thế thì mới tránh được cái trường hợp đó, chính là cái việc đưa một bông hoa rất là đẹp nhưng mà khi nở nhà các bác thì nó không đẹp. Thế nên em vẫn muốn nói là cuộc chơi công bằng thì cần phải như vậy. Cần phải có những cái bông hoa, có những cái video, có những tổng thể của cả một chùm hoa. Thì mọi người biết rằng là à, có lần này thì nó nở đẹp, lần này nó xấu hơn. Nhưng để mà nói thì nó cũng có nhiều cái nhận định đánh giá. Khi mà anh chị nuôi ở trong cái điều kiện nhiều nắng này, chọn cây cho ăn tốt, nhiều phân này, lá to này, thì đương nhiên nó sẽ đẹp hơn như này rất nhiều. Thế cái việc của mình ấy, mình phải chọn được giống là thứ nhất. Cái thứ hai, sau khi chọn giống rồi thì mình mới nói đến cái việc đó, mình phải nuôi tốt, nuôi đạt thì hoa này mới đẹp. Còn nếu không thì nó chỉ dài như này thôi, nó dài và nó nhiều hoa này. Đấy, nó dài và nhiều hoa. Chứ còn đẹp thì lại phải nhận định của từng người. Cái này còn hoa rất dài, em quay đâu mà nó hơi khó là hết cả một chùm. Nhưng mọi người cứ nhìn nhé, cảm nhận đánh giá. Chi hoa cái này chưa đều lắm, chưa được đều, và màu sắc thì rất là đẹp nhưng chi hoa chưa được đều. Nhưng cây này nó đổi lại được cái ấy, thì cái bộ hương của nó thì rất là đẹp, rất là thơm. Thì như mọi người mà không chưa biết đến cái cây kiếm thơm ấy thì có thể sưu tầm cái cây kiếm thơm này, nó rất là hay. Bởi vì cây nào mình chơi hoa rồi cũng phải có cái thơm thì chơi nó hay, chứ nó không giống với cả những cái cây kiếm khác. Thế anh chị chú ý về thân lá hoa của cái cây này. Thì em cũng có phân tích rất là nhiều bài trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa đấy, mọi người chú ý. Có những cái cây nào mà nó quá nhiều tai tiếng ấy, thì em sẽ phân tích nhiều lần để mọi người hiểu hơn. Còn những cái cây mà nó dễ và không có đến nỗi quá khó để tìm hiểu nó thì em sẽ nói ít hơn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại. Chúc mọi người chăm cây và sưu tầm một cây đúng. Xin chào anh chị.